Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, 8% là mức tăng trưởng tín dụng ngoại tệ tính đến hết tháng 5 năm 2018 theo con số công bố từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cao hơn mức tăng trưởng 5,6% của tín dụng bằng Việt Nam đồng. Nhìn nhận từ phía thị trường, tín dụng ngoại tệ đang có xu hướng tăng nhanh trong những tháng đầu năm. Vậy liệu đây có phải là tín hiệu đáng quan ngại hay không? Tỷ giá và thị trường ngoại hối được dự báo như thế nào trong nửa cuối năm? Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn về tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi và trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại những con số về tín dụng, huy động ngoại tệ trong thời gian vừa qua qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tám phần trăm là mức tăng trưởng tín dụng ngoại tệ tính đến hết tháng 5 năm 2018 theo con số công bố từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cao hơn mức tăng trưởng 5,6% của tín dụng bằng Việt Nam đồng. Cùng thời điểm này, tăng trưởng huy động ngoại tệ tại hệ thống các ngân hàng thương mại lại sụt giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, cũng theo số liệu công bố từ cơ quan này, trong 3 tháng đầu năm 2018, vốn huy động Việt Nam đồng tăng 3,7%, huy động ngoại tệ giảm 3,1%, tỷ trọng vốn huy động ngoại tệ trong tổng nguồn vốn huy động là 9,2%, cuối năm 2017 là 9,7%. Mặc dù huy động giảm, nhưng trong quý 1 năm 2018, tín dụng ngoại tệ tăng 5,4%, chiếm 8,1% tổng tín dụng, cuối năm 2017 là 7,9%. Một số ngân hàng điển hình như BIDV gửi tiền bằng đô la Mỹ giảm 6,05%, cho vay tăng 4,01%. Tại ACB, tiền gửi bằng đô la Mỹ giảm 8,99%, trong khi cho vay tăng 8,19% so với đầu năm. Một số ngân hàng có tỷ lệ cho vay ngoại tệ tăng mạnh trên 10%, như tại MB Bank, tín dụng ngoại tệ bằng đô la Mỹ và các ngoại tệ mạnh khác đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 24.056 tỷ đồng. Liên Việt Postbank cũng tăng mạnh đến 17,08% so với đầu năm, đạt 5.900 tỷ đồng. Cho phép được tiếp tục vay ngoại tệ, các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ trong thời gian qua cũng tận dụng cơ hội này đẩy mạnh vay ngoại tệ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nguyên nhân chính khiến cho tín dụng ngoại tệ tăng tới 8% trong 5 tháng đầu năm. Phải trả lãi từ 6 đến 8% một năm nếu vay vốn bằng tiền đồng, nhưng doanh nghiệp này chỉ mất khoảng 3% một năm nhờ đi vay bằng đô la Mỹ. Gánh nặng lãi vay trên vai doanh nghiệp đã được giảm một nửa. Thì các doanh nghiệp xuất khẩu thì được theo thông tư TT-17 năm 2017 thì được gia hạn thêm vay bằng lãi suất vay ngoại tệ. Và như vậy thì các doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi sẽ được giảm khoảng từ 3%, 3 đến 4% lãi suất vay từ đồng ngoại tệ. Và từ đó thì chúng tôi cũng có được những cái lợi thế cạnh tranh hơn về giá so với các đối thủ cạnh tranh. Dựa vào những cái ưu thế như vậy thì chúng tôi cũng đang cố gắng giảm giá thành cho khách hàng để từ đó có thêm được những đơn đặt hàng từ khách. Thu về hơn 30 triệu đô mỗi năm từ xuất khẩu, doanh nghiệp này cũng vay luôn vốn bằng đô la Mỹ để chi trả tiền mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Với hoạt động xuất khẩu của chúng tôi chiếm đến 60 đến 65% của tổng doanh thu thì chúng tôi có các cái nguồn thu xuất khẩu và cụ thể là nguồn thu bằng ngoại tệ đô la Mỹ, và chúng tôi có nguồn đối ứng để thu xếp cái nguồn ngoại tệ thanh toán cho các khoản vay về đô la Mỹ. Chính vì vậy mà chúng tôi không chịu bất cứ cái khoản lỗ tỷ giá nào khi mà phải mua bán các cái ngoại tệ phục vụ cho việc vay và trả đối với các nhà cung cấp. Doanh nghiệp xuất khẩu muốn vay bằng ngoại tệ để giảm chi phí, các ngân hàng cũng tung ra hàng loạt các gói vay ưu đãi cho các doanh nghiệp này. Vì hoạt động xuất khẩu đang tăng trưởng tốt, nền kinh tế đã xuất siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2018. Thì chúng tôi cũng đánh giá là đối với các khách hàng mà xuất nhập khẩu ấy, thì họ có cái nhu cầu về tài chính rất là lớn, và đặc biệt là họ sử dụng rất nhiều các cái dịch vụ ngân hàng. Ngoài cái việc là vay vốn thì họ còn sử dụng các cái dịch vụ khác, ví dụ như là bảo lãnh MLC hoặc thanh toán quốc tế vân vân. Thì đấy cũng là một cái nguồn công việc cũng như là một cái nguồn lợi cho ngân hàng. Vì vậy là các ngân hàng cũng rất là hướng tới đối với khách hàng xuất nhập khẩu. Tín dụng ngoại tệ đã tăng trưởng tới 5,4%, trong khi cho vay bằng tiền đồng chỉ tăng 3,3% trong quý 1 vừa qua.
Còn theo con số mới đây được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố, tín dụng bằng ngoại tệ đã tăng trên 8% trong 5 tháng đầu năm, trong khi đó tín dụng bằng Việt Nam đồng chỉ vào khoảng 5,6%. Theo nhìn nhận từ nhiều chuyên gia kinh tế, tỷ giá trong thời gian vừa qua ổn định, trong khi mức chênh lệch giữa lãi vay bằng đồng Việt Nam đang lớn hơn nhiều so với mức lãi vay bằng đồng ngoại tệ, thì việc các doanh nghiệp lựa chọn vay bằng ngoại tệ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khi mà so sánh giữa hai cái kênh là vay bằng đồng nội tệ hay vay bằng đồng ngoại tệ thì rõ ràng là họ sẽ có ưu tiên vay bằng đồng ngoại tệ hơn do cái mức lãi suất vay bằng đô la Mỹ hiện nay nó thấp hơn khá là nhiều so với cả vay bằng Việt Nam đồng. Hơn thế nữa là cái rủi ro tỷ giá trong khoảng 2-3 năm trở lại đây nó được kiểm soát tương đối tốt. Mỗi năm Việt Nam đồng chỉ mất giá khoảng 1-2%, mà trong khi đó thì cái chênh lệch giữa lãi suất Việt Nam đồng và lãi suất USD nó lên tới thậm chí 7-8%. Như vậy là nếu như mà những doanh nghiệp nào mà đủ điều kiện vay ngoại tệ thì chắc chắn là họ sẽ lựa chọn kênh vay ngoại tệ để giảm chi phí vay vốn. Khi các doanh nghiệp đi vay bằng ngoại tệ thì rõ ràng là có cái lợi thế hơn so với lại đi vay bằng nội tệ, bởi lẽ là cái lãi suất cho vay bằng ngoại tệ thì nó thấp, cộng với lại tỷ giá ổn định thì các doanh nghiệp đi vay ngoại tệ sẽ có thể giảm được cái chi phí đi vay, qua đó giảm được cái giá thành sản xuất và tăng thêm cái khả năng cạnh tranh của sản phẩm, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm xuất khẩu. Thực ra thì đây cũng chính là cái mục đích mà tại sao Ngân hàng Nhà nước lại cần phải gia hạn. Vay ngoại tệ trước mắt giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý, khoảng cách chênh lệch giữa lãi vay đô la Mỹ và đồng Việt Nam sẽ ngày càng được thu hẹp. Lãi suất vay ngoại tệ đang có hướng tăng lên do chính sách tăng lãi suất của Mỹ và động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của nhiều nước trên thế giới. Các doanh nghiệp nên có phương án sẵn sàng đối phó với các biến động này. Sự tăng nhanh của tín dụng ngoại tệ trong khi huy động ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại lại giảm 3,1%. Liệu đây có phải là vấn đề đáng lo ngại, tạo áp lực tới tỷ giá và thị trường ngoại hối hay không? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây để có thêm thông tin chi tiết. 3,1% là mức giảm của huy động ngoại tệ trong 5 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất huy động ngoại tệ hiện vẫn bị áp trần 0%, được áp dụng từ năm 2015 đến nay, khiến cho động lực găm giữ đô la Mỹ trong nền kinh tế không còn lớn. Theo nhìn nhận của giới tài chính ngân hàng, tín dụng ngoại tệ tăng nhanh, huy động ngoại tệ lại có xu hướng giảm, thường là điểm bất lợi đối với thị trường. Song nhìn vào diễn biến cung cầu ngoại tệ hiện nay, thì những rủi ro tiềm ẩn là khó có thể xảy ra. Về cơ bản, quan hệ cung cầu ngoại tệ vẫn được đáp ứng khá là đầy đủ. Bởi vì của chúng ta là các nguồn cung ngoại tệ tăng rất là tốt. Chúng ta vẫn xuất siêu. Giải ngân FDI vẫn tăng khoảng 7% trong 5 tháng đầu năm. Kiều hối vẫn tăng ở mức độ tương đối tốt. Giải ngân ODA vẫn tiếp tục ở cái mức gọi là tương đối tích cực. Rồi du lịch, ngoại tệ cũng có những cái mức tăng rất là ấn tượng, khoảng 27% về du lịch quốc tế. Thế thì tất cả những yếu tố đó nó tạo ra cái quan hệ về cung cầu ngoại tệ của chúng ta là ổn. Và đó cũng là một cái động thái quan trọng để hỗ trợ cho vấn đề tỷ giá trong năm nay cũng như là trong năm tới. Thực ra thì khi mà tín dụng ngoại tệ tăng trưởng ấy thì mọi người cũng có cái một cái số lo lắng liên quan đến là liệu là nó có gây áp lực tới tỷ giá hay không. Quan điểm của chị thì cho rằng là nó cũng không hoàn toàn gây áp lực. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tất cả những cái doanh nghiệp mà được phép vay bằng ngoại tệ thì đều là những cái đối tượng mà có nguồn thu về ngoại tệ rồi. Thế do đó mà họ vay bằng ngoại tệ, sau đó thì ngay lập tức họ sẽ bán ngoại tệ đấy cho các ngân hàng thương mại. Và đến kỳ trả nợ thì họ lại có cái nguồn thu bằng ngoại tệ về trả rồi. Do đó mà nó sẽ không tạo ra một cái lượng cầu ảo trên thị trường ngoại hối. Vì vậy nó cũng sẽ không gây ra áp lực bởi vì họ đã có ngoại tệ rồi, họ không cần phải mua nữa. Thế do đó mà cái áp lực này nó sẽ chỉ là một, nó gần như là không là hiện hữu. Còn theo công ty chứng khoán Bảo Việt, mặc dù tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao hơn so với mức tăng trưởng tín dụng chung, nhưng do tỷ trọng cho vay ngoại tệ còn khá thấp, chiếm khoảng 8%, tương đương hơn 500.000 tỷ đồng, nên rủi ro ảnh hưởng đến sự ổn định chung của hệ thống ngân hàng là không lớn. Tôi nghĩ là nó cũng có những cái áp lực nhất định nếu như mà có một cái cú sốc nào đó xảy ra. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là cái áp lực này tại thời điểm hiện tại không lớn, và kể cả trong trường hợp xấu thì Ngân hàng Nhà nước vẫn có đủ công cụ để mà kiểm soát cái rủi ro này. Lý do tôi nói thế là bởi vì là hiện nay cái tỷ trọng của tín dụng ngoại tệ nó mới chỉ chiếm khoảng 8% tổng tín dụng của nền kinh tế quy mô rất là nhỏ. Tức là 8% của tổng quy mô nền tổng tín dụng thì nó tương ứng với khoảng hơn 500.000 tỷ đồng. Mà bây giờ nếu như trong trường hợp xấu nhất là kể cả cái 8% này nó
gặp vấn đề gì đó, thì Ngân hàng Nhà nước với cái quỹ dự trữ ngoại hối hiện tại là hơn 63 tỷ đô la Mỹ rồi, thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể dùng cái quỹ dự trữ ngoại hối đó để xử lý những cái bất ổn và những cái rủi ro từ tín dụng ngoại tệ gây ra tại thời điểm hiện tại. Với những diễn biến hiện nay, dự báo tín dụng ngoại tệ sẽ tăng trưởng tương đương với mức tăng của năm 2017. Hoạt động về xuất nhập khẩu của Việt Nam chúng ta tăng trưởng rất là tích cực trong năm 2017 cũng như là 5 tháng đầu năm 2018. Đấy là những cái nhân tố tạo ra cái nhu cầu, cái mong muốn của doanh nghiệp về vay ngoại tệ, và tăng ở mức là khoảng 8% là cái mức cũng tương đối tích cực. Theo cái đà này, chúng tôi dự báo là hết năm thì tín dụng ngoại tệ có thể là tăng ở mức là khoảng 16-17%. Và đây cũng là cái mức tương đương so với mức của năm 2017. Dù biết rằng việc tín dụng ngoại tệ tăng nhanh hiện nay chưa tạo ra những quan ngại cho thị trường, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra khuyến cáo, ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại hay chính các doanh nghiệp sử dụng nguồn ngoại tệ cũng cần phải có những bước đi thận trọng, dự phòng những giải pháp xử lý nếu có bất ổn lớn của thị trường, và cũng không thể chủ quan dù chỉ là một biến động nhỏ của tỷ giá hay thị trường ngoại hối trong và ngoài nước. Với những diễn biến hiện nay trên thị trường ngoại hối, tỷ giá và thị trường ngoại hối được các chuyên gia đánh giá như thế nào trong các tháng cuối năm? Phóng viên kênh truyền hình VTV đã có một số tổng hợp ý kiến về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm nay của chúng ta rõ ràng là cũng có những áp lực tỷ giá nhất định. Với ba cái lý do cơ bản. Cái thứ nhất là ta thấy rằng là ngân hàng trung ương Mỹ, Fed, cũng như một số ngân hàng trung ương các nước hiện nay đang trong cái xu thế là thắt chặt chính sách tiền tệ. Cái nguyên nhân thứ hai là trong bối cảnh trong nước Việt Nam chúng ta, thì như đã phân tích, cái gọi là vay vốn hay là tín dụng ngoại tệ nó tăng khoảng là 6%. Thế rồi cái huy động vốn ngoại tệ của chúng ta thì nó giảm nhẹ. Thì tất nhiên nó cũng có một cái phần áp lực đối với cái vấn đề về tỷ giá. Nhưng tôi đã phân tích qua này, cung cầu nó ổn cho nên là cũng không nhiều lắm. Cái thứ ba là năm nay thì cái áp lực về lạm phát tăng khá là cao. Và cụ thể là trong tháng 5 vừa qua lạm phát đã tăng khá là nhanh so với những tháng trước cũng như là so với cùng kỳ năm trước. Nhưng ba cái áp lực đấy thì so với những cái mà điểm thuận lợi mà chúng ta đang có hiện nay thì có lẽ nó cũng không phải, nó chưa chắc nó đã tạo ra một cái gọi là áp lực mạnh hơn ở trên thị trường ngoại hối. Bởi vì những điểm thuận lợi chúng ta có là, thứ nhất đó là cái cán cân thương mại của chúng ta vẫn tiếp tục thặng dư. Cái thứ hai nữa đó chính là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì đầu tư trực tiếp nước ngoài theo số liệu mà tôi quan sát thấy thì mặc dù là cái dòng vốn đăng ký mới vào ấy thì nó có giảm, thế nhưng mà cái lượng FDI mà thực hiện, tức là giải ngân thực tế, thì nó lại tăng lên. Như vậy là điều đó cho thấy là cái dòng vốn, tức là cái nguồn cung ngoại tệ của chúng ta vẫn hết sức là tốt. Cái việc mà điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tôi nghĩ rằng là thiên về mang tính chất chủ động của nhà điều hành nhiều hơn, để khiến cho Việt Nam đồng, cái mức mất giá của Việt Nam đồng nó vẫn đảm bảo được cái khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam khi mà các nước cạnh tranh với chúng ta họ đang bị mất giá mạnh đồng nội tệ của họ. Thì cái sự điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là mang tính chủ động nhiều hơn là bị mang tính bị động, tức là do các yếu tố khách quan ép buộc phải làm điều đó, mà là chủ động để bảo vệ cái khả năng cạnh tranh xuất khẩu của chúng ta. Tôi vẫn cho rằng là từ giờ tới cuối năm, cái việc mà điều chỉnh tỷ giá trung tâm sẽ vẫn theo cái cơ chế trườn bò, tức là mỗi có thể là có ngày tăng ngày giảm, nhưng mà sẽ theo cái xu hướng tăng nhẹ dần lên, điều chỉnh vài đồng gì đó qua mỗi phiên chẳng hạn. Và cái mức mất giá trong cả năm nay tôi dự báo đối với Việt Nam đồng nó sẽ ở quanh đâu đó khoảng 2-3% là cùng thôi, còn nếu không thì nó sẽ ổn định quanh mức 2%. Đến đây chương trình tạp chí Ngân hàng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.